Thưa quý vị, các sàn thương mại điện tử đã ghi nhận doanh số kỷ lục, tăng gấp đôi so với các đợt khuyến mại trước trong những giờ đầu tổ chức giảm giá 11 tháng 11. Được biết là để kích cầu mua sắm dịp này, năm nay, các sàn thương mại điện tử lớn đều đẩy mạnh quảng cáo trên khắp các kênh truyền thông trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Ngoài việc khuyến mại sâu theo khung giờ, tặng mã giảm giá, ưu đãi vận chuyển, các sàn đều tận dụng tối đa xu hướng mua sắm kết hợp giải trí thông qua game, livestream, tổ chức show ca nhạc. Hưởng ứng ngày lễ độc thân 11 tháng 11 do Alibaba khởi xướng tại Trung Quốc, các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam cũng tranh thủ tổ chức các chương trình khuyến mại được tuyên bố là lớn nhất trong năm. Nhiều sàn lớn ghi nhận lượng khách mua sắm tăng vọt từ 0 giờ sáng ngày 11 tháng 1. Lazada cho biết đã bán được khoảng 20.000 chiếc smartphone, 3.000 TV và 50.000 phiếu ưu đãi ăn uống giá 1.000 đồng trong khoảng 2 giờ đầu tiên. Sàn này cho hay lượng đơn hàng trong 1 giờ đầu tiên năm nay tăng gấp đôi so với cùng giai đoạn năm 2019. Từ 0 giờ đến 2 giờ sáng, người dùng cũng cho sản phẩm vào giỏ hàng nhiều hơn 2 lần so với lễ hội mua sắm 11 tháng 11 năm 2019. Một trong những lý do giúp Lazada bán được lượng hàng gấp đôi trong giờ đầu năm nay là nhờ bạo tay chi tiêu cho khuyến mại. Sàn này tung tổng cộng đến 11 triệu sản phẩm giảm giá đến 50%, tổng giá trị các mã giảm giá là 22 tỷ đồng. Không khí khuyến mại cũng nóng trên Tiki. Đại diện sàn này cho hay, riêng trong sáng ngày 11 tháng 11, doanh số tăng gấp đôi cùng thời điểm của ngày 10 tháng 10. Số lượng đơn hàng trong sáng ngày 11 tháng 1 đã được ghi nhận vượt tổng đơn hàng cùng thời gian của hai ngày là ngày 9 tháng 9 và ngày 10 tháng 10 trước đó cộng lại.